thấy công nhân hôm qua bảo là mùi âm thấp lắm. Đó. Bảo cái bệt bụt lên nó thấp. Sủng thế. Được 22.000 con rồi. Con đây được bao nhiêu tiền một con à? 20.000. Đây 3 con bệt bụt. Đây 2.000 nữa. À, đây 2.000 thì nó toàn người cái này thôi, nó thấp, nó hỏng. Câu kia nó từ trước rồi. Cũng bệnh một rồi. Nó hút một mặt nó cố làm lắm. Chưa lúc nào im. Hả? Nó chưa lúc nào im. Đâu? Ở cái hàng đấy chưa lúc nào im. Ừ. Câu này ý kiến của tôi chưa nghe. Có, bên đi mất đi chẳng là có ý kiến. Tôi là đúng là nói là tôi là đúng nhà 15 hôm qua bảo ông Dũng này em nào với anh Dũng 15 16 hôm nay chưa mặt là hàng là nó cố đi mà hàng đó. Đúng rồi. Thì phải ông âm lâu thì nó đứt ở lòng. Mà la ngay thì nó xuống rồi nó quanh. Đúng rồi. Nó qua bảo tôi Dũng rồi. Nó chẳng chỉ ngại khổ. Trước rồi đúng 15 16 hôm nay rồi. Trước còn thay khuôn nội thay khuôn kia qua như ngoài thay lần. Chẳng ngại việc gì. Nhưng trước em làm không như người công.